cảnh sát rút súng truy đuổi xe tải như phim hành động. Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng khiến một công an và hai người dân bị thương. Xuân xào clip thanh niên đến nhà bạn gái chơi bị trai làng vây đánh. Hơn 300 người tìm kiếm nam thanh niên mất tích, nghi do đi lạc trong rừng. Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên? Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tình trạng quái xế vi phạm luật giao thông vẫn xảy ra ở một số tuyến đường gây bất an trong dư luận quần chúng. Trước vấn nạn này, cảnh sát đã siết chặt hơn trong công tác phát hiện, xử lý các quái xế. Điển hình như vụ việc chúng tôi gửi tới quý vị dưới đây. Một tài xế xe tải vi phạm tốc độ cố tình bỏ chạy, buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải rút súng truy đuổi như phim hành động. Khoảng 10 giờ ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng tại Đồng Nai vừa chặn được xe tải biển số 60C 52851 trên quốc lộ 20, đoàn qua huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Xe tải này trước đó khi bị cảnh sát yêu cầu dừng lại, nhưng tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy từ thành phố Long Khánh đến huyện Thống Nhất. Các nhân chứng cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an Long Khánh đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Thị Hương, Long Khánh, thì phát hiện xe tải biển số 60C 52851 đang đi từ hướng Xuân Lập đến Long Khánh, chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy, tổ công tác liền dùng xe mô tô truy đuổi. Trong quá trình di chuyển, xe tải vẫn tiếp tục lãng lách, vượt đèn đỏ rồi chạy ra quốc lộ 1 hướng về thống nhất, nên công an Long Khánh đã liên hệ với các lực lượng chức năng khác để phối hợp đón chặn xe tải này. Sau khi truy đuổi khoảng 10 km đến quốc lộ 20, đoạn qua huyện thống nhất, cảnh sát đã chặn được xe tải. Nhiều nhân chứng cho biết cảnh sát đã buộc phải rút súng chĩa vào xe tải và yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng tài xế vẫn ngoan cố bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xét nghiệm ma túy với tài xế và điều tra vụ việc. Như thông tin chúng tôi đã đưa về vụ việc, một công an và hai người dân bị tấn công trong vụ nổ súng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường đã có thông tin chính thức về vụ việc, từ đó hé lộ nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng này. Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 17 tháng 9, tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đã xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích Cụ thể vào thời điểm trên, NPT, 45 tuổi, trú tại phố Trung Chính, phường Hải Hòa, cùng HVS, 30 tuổi, trú tại xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tới nhà anh NVH, 26 tuổi và NVL, 33 tuổi, ở phố Trung Chính để gây sự. Nắm được thông tin vụ việc, ông Tống Anh Nhân, trường công an phường Hải Hòa và một cán bộ công an là PTD đã đến để ngăn chặn. Đúng lúc này, NVC, 35 tuổi, chú ở phố Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, cầm dao xong đến chém về phía NPT. Bất ngờ, nhiều tiếng súng vang lên khiến chiến sĩ Command D bị thương do đạn bắn vào vùng thái dương trái. Anh L bị bắn vào tay trái và C bị bắn vào miệng. Ngay sau đó, nhiều người đã khống chế được NPT và lấy được khẩu súng, dạng súng côn màu đen. Sau khi sự việc xảy ra, L và C được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn anh T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế hợp lực. Riêng chiến sĩ công an phường Hải Hòa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang ở trong nhà bạn gái chơi thì bị nhóm 6 thanh niên đến đe dọa rồi la vào đánh. Thưa cư, vụ việc này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 19 tháng 9, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị này đã triệu tập 6 đối tượng liên quan đến đoạn clip đánh nhau, lan truyền trên mạng xã hội để làm rõ và có hướng xử lý nghiêm minh. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, trên các trang mạng xã hội lan truyền một đoạn clip có nội dung thanh niên làng khác đi tán gái quên coi ngày và cái kết. Cụ thể, trong đoạn video thể hiện một thanh niên đang ở trong nhà bạn gái chơi thì bất ngờ bị một nhóm 6 thanh niên đến đứng trước cửa đe dọa, thách thức. Một trong sáu người này còn cầm theo thanh sát hộp đe dọa. Sau vài câu chửi bới, nhóm sáu thanh niên này đã lao thẳng vào nhà đánh đập người thanh niên kia. Thời điểm này, có hai bạn nữ đứng ra che chắn và căng ngăn nhóm thanh niên trên. Tuy nhiên, sáu thanh niên vẫn tiếp tục đe dọa và to tiếng chửi bới. Đoạn clip lan truyền trên mạng đã khiến dư luận bức xúc về các hành xử của nhóm sáu thanh niên này. Vào cuộc xác minh nội dung đoạn clip, Công an huyện Anh Sơn xác định sự việc xảy ra trước đó vào ngày mùng 2 tháng 9 tại thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Cụ thể, sáng ngày mùng 2 tháng 9, LGB sinh năm 2008, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Trương, đến nhà bạn gái là TTMT sinh năm 2009, trú tại xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn chơi. Quá trình đang ở nhà bạn gái chơi thì bị nhóm 6 thanh niên cùng chú tại xã Cao Sơn tìm đến đe dọa và đánh Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó LGB và CPNM có thách thức nhau trên mạng xã hội. Khi biết B đến nhà bạn ở xã Cao Sơn chơi nên M đã rủ thêm 5 người tìm đến để đánh. Sau khi xác minh nội dung sự việc, công an xã Cao Sơn, công an huyện Anh Sơn đã triệu tập các đối tượng lên làm việc. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mâu thuẫn nợ nần là nguyên nhân xảy ra rất nhiều những vụ ẩu đả, xô xát và thậm chí là cả án mạng. Mới đây một đối tượng tại Cà Mau đã sát hại con nợ vì mượn 1,5 triệu đồng mà không trả. Ngày 19 tháng 9, nghi phạm bắn người tử vong ở xã Đất Mới, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau đã ra đầu thú. Nghi phạm tên Nguyễn Văn Đường, 29 tuổi, ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2023, Nguyễn Văn Đường điều khiển xuống máy đến tròi giữ vuông tôm của anh P ở xã đất mới để đòi số tiền 1,5 triệu đồng mà anh P đã mượn của đường trước đó. Hai bên xảy ra cự cãi và khoảng 18 giờ cùng ngày, đường đã nổ súng bắn tử vong anh P. Sau đó, đường bỏ chạy khỏi hiện trường, ném súng xuống sông. Nhờ sự vận động của gia đình, chính quyền địa phương, đường đã ra đầu thú. Đường khai nhận trước đó có cho anh P mượn 1,5 triệu đồng anh P hứa hôm sau sẽ trả nợ. Tuy nhiên, nhiều lần đương đòi tiền không được, anh P cứ hứa lần nữa, dai dẳng nên đã gây bức xúc cho đương. Xin được chuyển sang những tin tức xã hội đáng chú ý khác. Vừa qua tại Nghệ An, một người đàn ông đã vào rừng để bắt ong và bị mất liên lạc 5 ngày qua. Lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trưa ngày 19 tháng 9, ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn cho biết, ông vẫn đang có mặt trong rừng, để tham gia tìm kiếm nam thanh niên mất tích nhiều ngày nay. Lực lượng tìm kiếm có hơn 300 người, bao gồm công an, dân quân, cán bộ chính quyền địa phương và người dân. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có dấu vết gì. Trước đó, ngày 15 tháng 9, công an xã Nghĩa Lợi nhận được trình báo của gia đình về việc anh Vi Văn Nghĩa, 24 tuổi, chú xã Nghĩa Lợi, đi bắt ong ở cánh rừng thuộc địa phận huyện Như Thanh, Thanh Hóa, nhưng sau đó mất liên lạc. Theo gia đình, anh Nghĩa rời nhà đi bắt ong từ sáng ngày 14 tháng 9. Nam thanh niên này cao khoảng 1m70, khi đi mặc bộ quần áo dài tay giản di màu xanh thấm, đi xe gắn máy quay màu xanh, bị kiểm soát 37X4-6480. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của người dân đã khoanh vùng tìm kiếm suốt 5 ngày qua, nhưng vẫn không có tùm tích. Theo ông Nguyễn Huy Anh, trên địa bàn những ngày qua có mưa lớn, nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, chiếc xe máy của anh Nghĩa cũng chưa thấy đâu. Nghĩa Lợi là xã giáp danh với xã Thanh Tân của huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Tại khu vực giáp danh này là cánh rừng rộng gần 1.000 hecta. Chúng tôi đang khoanh vùng tìm kiếm trong cánh rừng thuộc địa phận hai xã Nghĩa Lợi và Thanh Tân. Chính quyền địa phương xã Thanh Tân cũng cắt cử lực lượng tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, khu vực rừng quá rộng, thời tiết lại xấu nên việc tìm kiếm khó khăn. Mới đây, có người dân trình báo, chiều ngày 14 tháng 9, có gặp một người giống với mô tả của anh Nghĩa trong rừng, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì. Khi đi, anh Nghĩa có mang điện thoại, nhưng vào trong rừng không có sóng. Ông Nguyễn Huy Anh nói và cho hay, tại địa phương, anh Nghĩa được đánh giá chăm chỉ làm việc, không có nợ nần. Nên lực lượng chức năng nhận định, nam thanh niên có thể bị lạc, không phải bỏ nhà đi. Vào ngày 21 và 22 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến 36 biển số xe ô tô. Các biển số này sẽ được chia thành hai phiên đấu giá mỗi ngày. Trong ngày 21 tháng 9 sẽ có 3 khung giờ đấu giá trong buổi sáng và chiều cũng tương tự, với thời gian cụ thể đấu giá các biển số. Trong ngày 22 tháng 9 sẽ có 3 khung giờ đấu giá trong buổi sáng và chiều cũng tương tự. Để tham gia phiên đấu giá biển số ô tô trực tuyến, người dân sẽ phải tiến hành đặt cọc trước 16 giờ 30 ngày 19 tháng 9 bằng hình thức chuyển khoản. Trước đó, ngày 15 tháng 9, phiên đấu giá thứ nhất đã được tổ chức thành công phiên đấu giá 11 biển số ghi nhận những mức giá kỷ lục. Trong đó, biển số được trả với mức giá cao nhất trong phiên đấu giá này là 51K 88888 với giá 32,34 tỷ đồng. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, tổng tiền thu được từ việc đấu giá 11 biển số trong phiên đấu đầu tiên là 82,325 tỷ đồng. Trong vòng 7 ngày, Bộ Công an sẽ có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Ngay sau đó, sẽ gửi thông báo kết quả chúng đấu giá biển số và hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người chúng đấu giá. Người chúng đấu giá có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền chúng đấu giá trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết quả. Hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô chúng đấu giá sẽ gửi vào hòm thư điện tử cho người chúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe thưa quý vị thời gian qua bộ giáo dục và đào tạo đã siết chặt ngăn chặn các hình thức dạy thêm đây cũng là nguyện vọng của nhiều phụ huynh khi thấy lịch học của các con dày đặc cả tuần học cả ngày ở trường chưa đủ học sinh đang phải chạy xô học thêm cả buổi tối cũng như các ngày nghỉ dường như cả xã hội đang chạy đua phụ huynh buộc phải bước vào đường đua thậm chí nhiều lao động khó khăn phải chắt chiêu từng đồng tiền lương ít ỏi để con được học thêm như bạn bè đồng trang lứa. Thì bây giờ là các cháu là đang bảo là mẹ ơi mẹ cho con học thêm tiếng Anh với cả toán nếu mà con không học thêm cô bảo là không chạy không không kịp không theo kịp các bạn mà cũng thu cố chắc chiêu dành dụng để cho hai, hai bé học thêm như con chị bản thân con chị mà không đi học thêm có năm năm vừa rồi không đi học thêm uh, số điểm với các thứ khác uh, khác biệt luôn Nhận thấy lịch học trên lớp lẫn học thêm dày đặc kín tuần, khiến các con cảm thấy mệt mỏi bế tắc. Nhiều phụ huynh mong muốn có giải pháp ngăn chặn các hình thức dạy thêm học thêm biến tướng như hiện nay. Tôi mong muốn là cái học thêm nên là biến mất khỏi môi trường của các con như ở đây các con đi học thêm về áp lực xong rồi là nó nhiều lúc nó ói mà nhiều lúc các con nó đến học là các con sợ đấy ừ, tôi thực sự cũng rất là mong muốn là nhân đọc với các bé lớp 1 thì giảm tải cái lượng học cho cháu không phải là số ngày bắt nó học rồi rồi đi học về không lại đi học thêm thì rất là nặng nề Trước vấn nạn dạy thêm học thêm nhức nhối như hiện nay, các chuyên gia giáo dục cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng vai trò rất quan trọng để loại bỏ các hình thức của việc dạy thêm. Có thể em không có nhu cầu, và các em cũng không có một cái, cái cái cái, mong muốn là 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 mình phải vượt trội Thế nhưng mà ở trong cái bối cảnh mà nhà trường tổ chức giáo viên tổ chức thì các em buộc phải học và cái điều này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến về mặt tâm trạng về mặt suy uh, nghĩ thời gian và rất là nhiều chỗ khác cái điều quan trọng nhất là tôi thấy rằng là hiện nay nhà nước chúng ta đã có rất nhiều quy định bộ và sở cũng rất nhiều quy định đó là gì đó là giáo viên không được phép dạy cho học sinh của lớp mình đang đang dạy đó là nguyên tắc nếu chúng ta làm tốt và giám sát tốt việc này thì chắc chắn được học thêm cái tràn lan theo ý nghĩa rằng là giống như sự ép buộc ấy, nó sẽ chấm dứt. Để quán triệt tình trạng dạy thêm học thêm, các đơn vị quản lý cần ra soát, kiểm tra thường xuyên, đồng thời yêu cầu nhà trường hoàn thành chương trình theo đúng mục tiêu từng môn, từng cấp học. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức về thời tiết. Thưa quý vị, dù được dự báo là mùa đông năm nay sẽ đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm, song các đợt không khí lạnh lại có khả năng xuất hiện sớm từ cuối tháng 9. Các mô hình dự báo xa cho thấy, khoảng ngày 28 đến 30 tháng 9 sang đầu tháng 10, trùng với thời điểm có Tết Trung Thu, có khả năng sẽ xuất hiện đợt gió mùa đông bắc đầu tiên của mùa thu đông năm nay. Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa chỉ mang cái xe lạnh mùa thu về cho miền Bắc, kèm cơn mưa rào và rông, nhưng sau đó trời lại nắng đẹp. Không khí lạnh hoạt động sớm nhưng không đồng nghĩa mùa đông và rét năm nay đến sớm. Năm nay cuối thu, đầu đông, không khí lạnh tuy có hoạt động nhưng sẽ hoạt động yếu. Do đó, theo đúng như dự báo của cơ quan khí tượng, mùa đông năm nay sẽ đến muộn và rét muộn với nền nhiệt trung bình cao hơn so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và rông. Trong cơn rông, cần đề phòng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa tháng 10 và tháng 11 năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.